Ông Lợi mà không làm được gì thì nữa, ông Lợi ơi. Ông quạt vào đằng trước ông Lợi ạ. Mẹ mấy cái đầu kia bố gọi taxi rồi. Năm ngày rồi. Ông này ông khỏe ông không vào được chứ không có người nó đắt mọi người chết. Nó đá không? Úi giời, này là đá này nó cứ thế nó đắt. Ui. Đây đây. Đục đá nó đắt. Nó cầm đá vườn quăng à? À đá này. Đắt công an thì đắt ba người đi ông. Có ai bị làm sao? Không. Chạy được chứ không có xe này là sau xe máy này nó đắt tung nổ hết. Số người có tôm cao. Cái nhà cầm bằng xương quay cái thước. Ừ. Tiếp cái bằng bằng vệ sinh mới đọc phẩm nên vừa mấy người đấy bằng vệ sinh đọc phẩm kiểu đấy. Hỏi xem nó mua đá đâu. Ông này ơi, bình yên. Bắt rồi, bắt ngay rồi. Bắt thằng bố ấy vào trước đi. Bắt thằng bố này. Cả bố này. Bắt thằng bố này. Nó đang phá bao xe rồi. Ờ đưa con ngay không hiểu cái đẻ mà em bỏ ngoan nếu không để nó trở thì đưa đâu. Không như này mà từ cơ này trước á. Đá nó rồi đá, đá xe người ta đá một người. Đá một bố này. Đi qua con cầu đang léo kính mình sợ tưởng vỡ đi luôn. Đưa lên đâu đây? Quát đi em chỗ luôn nào. Quát đi em chỗ luôn sao? Alo. Bia đấy à? Ba thằng cha mày chết. Thôi em ơi, không nói chuyện nữa. Ba mẹ ơi, đi ngơi đi đâu mà. Ba mày đi mày chết cái. Ba thằng ba, bố mày chết đi. Mẹ em đi. Ba cha mày chết. Em đây nghe.